Tại Đồng Nai, chiều qua, tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 14 điểm cầu tại các địa phương và đơn vị trên toàn tỉnh. Giai đoạn năm 2014-2023, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng hoàn thành 116 khu tái định cư và bố trí cho 13.729 hộ trên tổng số 14.500 hộ phải bố trí tái định cư. Dù vậy, vấn đề xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống phần sản xuất, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vẫn còn nhiều bất cập. Cùng với đó, sự phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các cơ quan đơn vị liên quan còn chậm, đặc biệt năng lực làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số đơn vị còn yếu, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, Đồng Nai đặt mục tiêu xác định giá bồi thường phải được tính phù hợp với thực tế, giá bồi thường đảm bảo tính tương đồng với giá bồi thường của các địa phương lân cận và đúng theo quy định của luật đất đai. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định nhu cầu tái định cư đảm bảo chính xác. Từng huyện bao nhiêu tái định cư cho dự án nào được bỏ ra, tôi đề nghị cho chị nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện điều này. Thì tới lúc đó các chị nó không có tái định cư là không có được đâu. Còn khi tổ chức thực hiện cụ thể là định cư nó vướng cái gì về phố về như thế nào thì là cái chị mình tính. Làm sao tới tháng 7, hôm nay chúng ta tham gia làm sao tháng 7 các chị có kế hoạch triển khai ngay kế hoạch cụ thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ trong hệ thống chính trị, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài ra, Đồng Nai cũng sẽ thường xuyên quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và chăm lo giải quyết ổn định đời sống, tạo việc làm cho các hộ sau khi thu hồi đất là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp.